G Healthcare gần đây thì đưa ra một cái kế hoạch, chúng tôi gọi nó là Health Imagination. Thì ba cái tiêu chí chính bao gồm cắt giảm chi phí tiêu thụ, tạo thêm điều kiện cho mọi người cùng được hưởng lợi, nâng cao cái khả năng hoạt động để có thể có được một cái nền y tế tốt hơn. Chúng tôi có một cái chương trình In Country for Country, thì tức là trong Việt Nam và cho Việt Nam. Kế hoạch của chúng tôi sẽ là có một nhà máy sản xuất tại Việt Nam cho thị trường Việt Nam, về lâu dài thì có thể là xuất khẩu để tham gia vào thị trường thế giới. Mình là Nguyễn Trung Tế, mình là kỹ sư của G Healthcare Việt Nam. Cũng là cái may mắn, mình làm GE thì nó cũng khá là nhiều cái công nghệ mới nó áp dụng trong lĩnh vực y tế. Cái công nghệ thay đổi gần như là liên tục và nó đòi hỏi mình phải học tập liên tục. Làm việc với máy phát điện chạy bằng sức gió là một trong những điều thực sự có ý nghĩa đối với tôi. Đó là điều mà tôi muốn làm ngay từ khi còn là sinh viên. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với máy phát điện chạy bằng sức gió là khả năng kiểm soát chất lượng một cách rất là nghiêm ngặt. Được làm việc trong một môi trường đề cao chất lượng của sản phẩm, tôi cảm thấy công việc của mình thực sự có ý nghĩa. Dự án điện gió Bạc Liêu gồm có gì là 99 MW, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 16 MW, còn lại 83 MW. Làm cái này để phát triển được là môi trường xanh, sạch. Tạo điều kiện công ăn việc làm cho những người dân ở đây.